Xô xao clip chén vợ của thằng bạn thân trong lúc chơi đồ, dân mạng chấm hóng, xin linh gây phản cảm dạng sáng ngày 11 tháng 3. Hai đoạn clip nóng của cặp nam nữ đang bị lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các diễn đàn mạng xã hội. Cách đây ít phút, trong một nhóm kín trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện bài đăng với nội dung, ôi cũng không biết nói gì luôn. Mua tôm hùng cho vợ ăn xong quay clip cho bạn xăm vợ của mình luôn ạ. À. Bó tay. Đúng là sức mạnh của ma tuế y hù hữu. Đính kèm bài viết là hình ảnh một một cặp vợ chồng đang thưởng thức tung hùm vào ngày 8 tháng 3. Dù chưa kiểm chứng được độ chính xác của câu chuyện song rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận chấm hóng, xin link ở dưới bài viết. Tuy nhiên, xin nhắc lại việc phát tán clip, ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội hoàn toàn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật. Theo điểm B khoản 1 điều 5 nghị định số 72 trên 2013 trên NDCP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, Sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng thì nhà nước nghiêm cấm việc lợi dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm vào mục đích tuyên truyền, kích động dâm ô, đối trị, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.